Thưa quý vị và các bạn, khoảng 10 năm trở lại đây, trào lưu du học ngày càng tăng, đặc biệt là ở những nước phát triển như Anh, Mỹ, Úc. Và điều này cũng cho thấy người học đang có nhu cầu lớn hơn ở những nước có nền giáo dục ưu việt hơn. Tuy nhiên, xu hướng trên cũng đang đặt ra nhiều vấn đề khiến chúng ta phải suy nghĩ, nhất là vấn đề chất lượng giáo dục của Việt Nam. Lê Minh Trí hiện đang học lớp 11 tại trường Trung học Phổ thông Newton, Hà Nội. Tuy nhiên, em đã quyết định nghỉ học để tham gia luyện thi lấy bằng tú tài Trung học Hoa Kỳ tại hệ thống Ivy Prep Education. Đây là cơ hội giúp Trí rút ngắn thời gian học cấp 3 của mình và sớm tiếp cận với môi trường du học tại Mỹ. Ở Mỹ thì mình có thể học rất nhiều thứ, học rất nhiều ngành chuyên sâu. Ngoài ra thì cũng có môi trường sinh viên, đấy là điều thứ hai. Do em biết là nhiều nhân tài đa số đều đến từ Mỹ và họ rất biết cách chọn lọc nhân tài và họ rất coi trọng những nhân tài. Vậy nên là em muốn có một cái môi trường để em có thể cạnh tranh nhiều hơn. Việt Nam hiện có 150.000 du học sinh trên toàn thế giới, trong đó 90% du học tự túc. Mỗi năm người Việt chi khoảng 3-4 tỷ đô la Mỹ cho học sinh, sinh viên ra nước ngoài học tập, nghiên cứu. Không chỉ tăng mạnh về số lượng mà độ tuổi du học của học sinh cũng ngày càng được trẻ hóa. Hiện tại ở Việt Nam thì việc học lý thuyết ở các trường đại học thì chị thấy hơi nhiều. Nếu như các bạn học ở nước ngoài thì các bạn có cái cơ hội để các bạn học thực hành nhiều hơn. Cách đây khoảng 5 năm thì các bạn học sinh đến với Ivy Prep của chúng tôi thì gần như là đến cái giai đoạn cuối của năm cấp 3, tức là lớp 11 và lớp 12 là chủ yếu, tức là sau khi các bạn ấy hoàn thiện được một số chứng chỉ về đào tạo ngoại ngữ. Thế nhưng một vài năm gần đây thì gần như là trẻ hóa đi rất nhiều, kể cả từ phía phụ huynh, các vị phụ huynh cũng đã nhận thức từ rất sớm rằng là từ năm lớp 8, lớp 9 để mà chuẩn bị cho con đi du học. Theo nhiều chuyên gia, trào lưu du học phát triển đồng nghĩa với việc một lượng tiền khá lớn bị chuyển ra nước ngoài, thêm đó là mối lo về chảy máu chất xám. Số liệu khảo sát cách đây vài năm cho thấy có tới 60-70% số du học sinh Việt Nam ở lại nước ngoài sau khi học xong để học tiếp hoặc tìm được cơ hội việc làm ở nước sở tại. Thậm chí có du học sinh theo diện cơ quan cử đi học bằng ngân sách nhà nước, nhưng học xong đã không trở về phục vụ như cam kết trước khi đi. Điều này gây thiệt hại cả về vật chất lẫn nhân lực cho quốc gia. Rõ ràng là ở trong nước không đáp ứng được cái yêu cầu của những người mà đi du học thì họ mới phải đi. Và nếu mà chúng ta đáp ứng càng cao, càng tốt cái yêu cầu của phụ huynh, của xã hội, của gia đình, của người đi học, thì lúc đấy chắc chắn là cái nguồn, mà cái luồng mà di chuyển nước ngoài học tập nó sẽ bớt đi. Hàng ngày, những lớp học tiếng Anh buổi tối tại trung tâm tư vấn du học Ivy Prep thu hút ngày càng đông các em nhỏ. 100% trong số các em là điều khó, nhưng đa số các em học tại đây sẽ đi du học trong tương lai là điều chắc chắn. Và con số hơn 200.000 cử nhân thất nghiệp và quốc tế hóa nguồn nhân lực của Việt Nam còn thấp, đòi hỏi chúng ta phải xem xét lại chất lượng giáo dục.